Xin chào quý vị và các bạn. Lại là Ngọc Mai đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian trở về Sài Gòn những năm cuối thế kỷ 19. Thật sự tôi rất tò mò về Sài Gòn thời điểm đó, không biết nó khác gì so với bây giờ nhỉ. Hôm nay chúng ta rất may mắn có sự tham gia của chuyên gia sử học ông Nguyễn Hữu Vinh để cùng khám phá câu chuyện này. Thưa ông Vinh, ông có thể bật mí cho chúng tôi một điều thú vị về Sài Gòn thời kỳ này được không ạ? Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Điều thú vị là Sài Gòn lúc bấy giờ khác xa so với hình dung của nhiều người. Tôi còn nhớ một ghi chép của đại úy Lucien de Gramont, tác giả cuốn 11 tháng tại Nam Kỳ năm 1862. Ông ấy mô tả Sài Gòn như một thành phố đang hồi sinh từ đống cho tàn sau chiến tranh. Dân số lúc đó chỉ khoảng 2.000 người. Thật khó tin so với thành phố đông đúc ngày nay phải không Ngọc Mai? Thật sao? Chỉ 2.000 người thôi ạ. À. Vậy là vắng vẻ lắm. Tôi cứ nghĩ Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp. Vậy thành phố được xây dựng lại như thế nào thưa ông? Chính quyền Pháp bắt đầu xây dựng lại Sài Gòn trên nền những phế tích cũ. Dinh thống đốc, bệnh viện, nhà thờ được dựng lên nhưng chủ yếu là nhà gỗ tạm bỡ. Đường xá cũng bắt đầu được quy hoạch lại. Nghe có vẻ đơn sơ nhưng Ngọc Mai có tưởng tượng được người Sài Gòn lúc đó phản ứng thế nào khi thấy nhà cao tầng không? Tôi đoán chắc là họ thấy lạ lẫm lắm. Chả chưa bao giờ thấy nhà cao như vậy. Điều này thú vị quá. Theo ghi chép, họ cho rằng người Âu nghèo, đất hẹp nên mới phải xây nhà trồng chất lầu nọ lên lầu kia. Ngọc Mai thấy suy nghĩ này có ngộ nghĩnh không? Bên cạnh đó, hệ thống điện tín cũng được đưa vào sử dụng, cho thấy nỗ lực hiện đại hóa của chính quyền. Thay, vậy còn chợ lớn thì sao thưa ông? Năm 1864, chợ lớn bị tách khỏi Sài Gòn, có nhiều giả thuyết về việc này, một trong số đó là để thúc đẩy thị trường bất động sản. Chính quyền cũng khuyến khích người dân canh tác trở lại để cung cấp thực phẩm cho thành phố đang phát triển. Ngọc Mai nghĩ sao về việc này? Tôi thấy khá hợp lý. Vậy còn hệ thống chiếu sáng và vat? Sài Gòn dần chuyển từ đèn dầu dừa sang đèn dầu hôi rồi đến điện. Nhưng việc này gặp nhiều khó khăn do kinh phí eo hẹp. Nước sạch cũng là một bài toán nan giải. Mãi đến năm 1881 Sài Gòn mới có hệ thống nước máy. Điều này thú vị quá. Vậy những công trình lớn như tòa đô chính, chợ bến thành thì sao thưa ông? Việc xây dựng các công trình này cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tòa đô chính mất đến 30 năm mới hoàn thành. Chợ bến thành cũng vậy, trải qua 30 năm với nhiều lần xây dựng lại mới có được diện mạo như ngày nay. 30 năm Thật khó tin, có những công trình khác như Sở thú hay Bến tàu thì sao ạ? Sở thú Sài Gòn lúc đó chỉ là nơi thí nghiệm trồng trọt và nuôi nhốt động vật. Còn Bến tàu nổi, một công trình đầy tham vọng, lại bị chìm chỉ sau một giờ khánh thành. Nghe thật đáng tiếc phải không Ngọc Mai? Thật đáng tiếc. Vậy cuộc sống của người dân Sài Gòn thời đó như thế nào thưa ông? Năm 1865, Sài Gòn tổ chức lễ hội chào mừng ngày quốc khánh Pháp với nhiều trò chơi dân gian. Tuy nhiên, một số người lại so sánh Sài Gòn với Hương Cảng hay Tân Gia Ba mà không hiểu hết bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Qua câu chuyện của ông Vinh, tôi học được rất nhiều điều thú vị về Sài Gòn xưa. Từ một thành phố gần như hoang tàn sau chiến tranh, Sài Gòn đã dần hồi sinh và phát triển. Những khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, những suy nghĩ thú vị của người dân khi tiếp xúc với kiến trúc phương Tây tất cả đã tạo nên một bức tranh sài gòn vừa lạ lẫm vừa gần gũi cảm ơn ông vinh đã chia sẻ những câu chuyện quý báo này cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn ngọc mai và quý vị thính giả xin chào và hẹn gặp lại